Em mới chào cô chú anh chị em mình nha, trở lại với kênh YouTube Máy Dầu Dương ha. Thì hôm nay em có về một số máy anh em nha. Về không có nhiều đâu, mười mấy cái anh em. Được 12 cái mà giao hết mấy cái rồi anh em nha. Thì em review cho anh em xem ha. Thì anh em nào mà cần thì cứ liên hệ trực tiếp bằng Dương ha. Hôm nay có về được 4 con máy ơ. Ở 7 ở 8 ha, 27 28 ha. Hai con đằng trước màn hình đây là hai con E7 ha. Con này thì em để giao rồi anh em nhé. Con E7 bên này thì em đem giao đi cho khách Hà Nội ha. Còn con này, con này cũng rất là đẹp ha. Đấy, thì anh em nào thiện chí thì cứ liên hệ này ha. Máy đảm bảo chất lượng cho anh em. Em quay review từng cái em test cho anh em xem luôn ha. Con này là E7 anh em nhé. Máy được bao nhiêu con này bao nhiêu anh em xem con đó. Chất lượng nha anh em ha. Con này là E7 anh em nhé. E7. Nắp cửa lát là còn sáng tươi anh em ha. Nắp cửa lát là còn sáng tươi ha, rất sạch hồn. Ok nhé. Sơn nó hơi lát đá một chút xíu anh em nhé. Cái máy mình đảm bảo chất lượng cho anh em nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đến là lên cho anh em hai con máy mini nữa ha. Máy này là Kubota 4 dập anh em nhé, máy rất là đẹp nhé. Con này thì dòng Kubota 4 ngoài nó xài đường dập anh em ơi, có vậy luôn. Anh em về chạy truyền nước biển cho nó ha, liên ga này, lôi đến tục cứng rồi ha. Bật cò lên nha, giật cái chạy. Kubota 55 triệu ha. Máy này thì bao zin cho anh em nhé. Bước sơn nó hơi lắc đắc một chút xíu ha. Thôi. Hả? Đừng làm gì vậy? Có hàng điện luôn đấy. Kubota ga 120 giờ cũng hơi muộn rồi anh em nhé, em xin dừng video tại đây ha, để em giao hàng cho khách ha.